Hey, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hộ Eppoli. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã có hoàn thiện layout trang chủ và các bạn đã làm được cái trang admin để quản lý sản phẩm ha, thì đặc biệt là mình mới tập trung vô cái phần là danh mục và sản phẩm thôi. Tiếp theo các clip sau đây thì nó sẽ rất là quan trọng khi mà mình sẽ làm việc với trang chủ. Thì đầu tiên là về HTML CSS và mình chuyển nó thành MVC. Sau đó thì mình sẽ làm về module sản phẩm, tức là mình sẽ load dữ liệu mới lên trang chủ, mình load danh mục lên trang chủ, mình load top 10 sản phẩm lên trang chủ, mình làm luôn cái trang chi tiết sản phẩm, và làm trong phần trang chi tiết sản phẩm đó nó có luôn cái phần là sản phẩm cùng loại. Rồi sau đó thì mình sẽ làm luôn cái trang là load sản phẩm theo danh mục, và cuối cùng mình sẽ làm cái chức năng là search sản phẩm. Thì các bạn theo dõi từ từ, mỗi clip tôi sẽ upload lên từng mục như thế này ha, và cái bài tôi sẽ đánh dấu theo như thế này luôn ha. Thì bây giờ clip này chúng ta sẽ bắt tay vào việc là làm MVC cho trang chủ. Rồi, mời các bạn theo dõi. Bây giờ mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn làm MVC cho trang chủ. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tách file. Các bạn sẽ nhận được file trang chủ HTML CSS này từ bộ phận làm HTML CSS. Sau đó thì các bạn tách file ra ha. Thì tùy theo, nếu mà các bạn có kinh nghiệm các bạn sẽ làm khác, và các bạn mới làm quen các bạn sẽ làm khác. Và tôi hướng dẫn cho các bạn cách làm đơn giản nhất, dễ hiểu nhất ha. Thì nghĩa là cái trang HTML này mình sẽ tách ra làm 3 phần. Phần đầu mình gọi tên là header, phần giữa gọi tên là home, phần cuối là gọi tên là footer. Thì những cái nào mà nó chứa HTML CSS như thế này nè thì mình gọi nó là view. Thì mình sẽ cho nó vào một thư mục gọi là thư mục view. Tôi nêu một thư mục tên là view nhá. Thì bây giờ tôi tạo một cái file mới là file header. Đó, tôi tạo file mới file header. Thì cái trang index, trang layout, trang chủ của mình đó, mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ copy hết những cái phần nào mà từ trên xuống cho tới phần nào mà nó có thể là giữ lại tất cả các trang ha, trên các trang đều có sự tồn tại của nó là phần header. Và tôi sẽ chọn tới đây, và tôi Ctrl C ha, tôi cho vô cái header. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm cái file là home. Đây là cái phần thể hiện trang chủ khi mà chưa có một cái yêu cầu nào cả ha. Thì phần này là phần default, load default lên. Thì những cái phần nào mà load trang chủ thì tôi có copy hết luôn. Rồi tôi Ctrl C ha, copy code ha các bạn, Ctrl C, rồi qua đây tôi Ctrl V. Rồi file cuối cùng trong trang chủ là tôi đặt tên là footer. Đó, tôi đặt tên là footer. Rồi tôi sẽ copy cái phần còn lại, phần này. Đấy, tức là ba file này nó hoàn thiện một trang HTML xong nhé. Rồi bây giờ mấy cái file này nó không có tác dụng gì hết, các bạn cũng có thể xóa cũng được, nhưng mà để đó để làm tư liệu tham khảo sau này cũng được chả sao. Rồi bây giờ mình làm gì nữa các bạn? Nếu mà để đơn giản thư mục thì các bạn có thể đem cái CSS và email này nè vô cái phần view luôn các bạn ha. Rồi các bạn lo vô phần view đó. Rồi xong. Bây giờ mình làm gì các bạn? Bây giờ mình làm một cái trang index.html để mình chi? Mình include ba thằng này vô, ba cái file này vô để chi? Để khi mà khách hàng mà gõ tên domain á mà nó chưa có yêu cầu nào cả thì nó hiển thị cái file trang chủ đó lên ha. Và cái file index này là cái file đóng vai trò là controller luôn các bạn, cho nó đơn giản ha. Hay là các bạn chỉ cần là file index này chỉ cần là trỏ tới một cái file nào đó ở một thư mục nào đó nó chạy là ok. Ví dụ như các bạn tạo một cái file, một thư mục là controller, và cái file index này các bạn chỉ tới cái file controller đó các bạn chạy là ok, chả sao hết ha. Nhưng mà để đơn giản thì tôi sẽ làm ngay trang này luôn, ngay trang index này luôn là controller luôn. Thì controller là cái gì? Controller là cái nơi để nó nhận dữ liệu về, nhận yêu cầu về, và nó xử lý, nó kiểm tra gì đó không biết, cuối cùng nó phải trả về kết quả. Và muốn trả về kết quả hiển thị lên thì nó phải kết nối với thư mục view ha, với cái tầng view, với những cái file view ha, để hiển thị lên. Và hiện tại nếu mà người dùng mà gõ tên domain enter một cái thì nó chưa có yêu cầu nào cả hết, thì nó load default lên. Load default lên nghĩa là mình include lại hết ba cái file mình vừa tách ra đó. Ví dụ như là header.php đúng không các bạn? Đó, ba file này. Nhưng mà cái này nằm đâu các bạn? Nằm trong thư mục view đó. Mình để thư mục nào mình phải biết đấy ha. Rồi ok. Rồi cái này là thư mục là home. Cái này thư mục, cái này, cái file này là file footer đó ha. Rồi nghĩa là sao? Nghĩa là đây là trường hợp nó không có yêu cầu nào cả, không có yêu cầu chuyển trang, cũng không có yêu cầu load dữ liệu, không có yêu cầu gì hết, không có truyền tham số gì cả, thì mặc định nó hiển thị trang chủ lên đó. Và khi nào có yêu cầu gì đó thì ngay chỗ này nó có sự thay đổi nè. Rồi ok, chúng ta sau khi đã in lưu lại hết rồi thì mình truyền ra trình duyệt ha. Mình duyệt cái enter cái đó,
Nếu mà các bạn làm như thế này là các bạn đúng rồi đó ha. Tuy nó sai nhưng mà các bạn đúng. Nghĩa là sao các bạn? Các bạn đã thay đổi cái vị trí CSS email rồi ha, cho nên nó chạy từ lưa rồi đó ha. Và lúc này trong admin cái chừng nó cũng bị sai đó ha, cho nên có gì các bạn vô admin các bạn sửa lại cho đúng CSS. Và cách sửa như thế nào? Các bạn chỉ cần mở cái header này lên thôi, và các bạn sửa là những cái đường dẫn nào tham chiếu tới những cái file nào mà liên quan tới hai thư mục mình di chuyển vô cái thư mục view á. Ví dụ như star cái này thì mình phải thêm gì các bạn? Thêm view. Bây giờ nó nằm trong thư mục view và mình thêm view đó, thì mình F5 lại nè các bạn đó ha. Rồi mấy cái hình ảnh này cũng vậy, mình thêm cái view vô nữa. Mấy hình ảnh này đang nằm trong cái home ha, và các bạn cầm Ctrl H để các bạn thay thế. Ví dụ như tôi tìm kiếm là email duyệt và tôi thay đổi là view duyệt email và thay đổi hết tất cả đó, thì bây giờ nó ra như cái trang index HTML mới nãy thôi đó. Thì bây giờ bắt đầu mình làm gì nữa các bạn? Mình làm tạo điều khiển cho trang chủ ha, cho trang chính của mình. Ở đây nó có 3-4 điều khiển, đây là những cái nội dung trang tỉnh. Trang tỉnh thì các bạn tự các bạn tạo ha, và tôi tạo mẫu tự cái khung, tôi tạo thử mẫu cái khung và tôi lấy cái bố cục của cái phần này để tôi làm trang tỉnh ha. Rồi trang tỉnh tôi cũng để trong cái thư mục view luôn các bạn. Nếu mà các bạn chi tiết hơn thì các bạn trong thư mục view này các bạn có thể tạo những cái thư mục khác, ví dụ như thư mục là trang chủ, thư mục trang sản phẩm, thư mục bình luận, thư mục gì đó, thì mỗi thư mục đó là chứa những cái view thôi, các bạn hiểu không? Rồi ok ha. Rồi bây giờ tôi không cần luôn, tôi chơi trực tiếp luôn, tôi new một file mới luôn nè. Đó, tôi chơi là about a chấm, hay là giới thiệu luôn đi các bạn, tiếng Việt đi, người Việt dùng tiếng Việt đi, giới thiệu chấm bsb ha các bạn. Này là tên file các bạn ha. Rồi tôi sẽ copy cái layout này, cái layout top 10 yêu thích để tôi làm cái layout cho cái phần giới thiệu đó. Nghĩa là sao các bạn? Nghĩa là nội dung view này tôi chỉ là HTML thôi ha, tôi bỏ nội dung ra, còn nội dung các bạn làm như thế nào các bạn tự làm ha. Phần nội dung này tôi dục ra ha đó, và bây giờ tôi sửa là cái tiêu đề thôi là xong đó ha. Cái gì quên rồi, giới thiệu đó, làm cái gì phải cho nó có tâm đó, giới thiệu ha. Rồi xong, bắt đầu tôi làm thêm một cái file là file gì nữa, liên hệ thử ha. Các bạn nên ghi chữ thường hết ha. Rồi và tôi đổi là liên hệ. Thì các bạn muốn để nội dung gì vô thì các bạn để vô nội dung. Thì bây giờ sau khi mình đã chuẩn bị được hai cái file view này rồi thì bây giờ mình sẽ làm điều khiển ha. Để làm điều khiển thì mình làm cái menu trang chủ trước. Menu trang chủ đang nằm trong header đây, menu tạo đường liên kết ha, index.php đó là trang chủ. Rồi nếu mà muốn trang liên hệ thì mình sẽ điều khiển như thế nào ha? Mình sẽ chấm hỏi và cho nó một cái biến điều khiển nào đó, và tôi thường sử dụng là act là action, và tôi cho một cái giá trị gì đó. Đây là trang giới thiệu, tôi cho giá trị là giới thiệu luôn ha, cho nó tiện giống như hết. Rồi tương tự các trang khác thì các bạn làm y chang như vậy. Đó, thì cái này là đang làm tạo điều khiển cho menu chính với những cái trang tỉnh. Trang dữ liệu không có liên quan đến database thì gọi là trang tỉnh ha. Rồi đây là giá trị biến, cho nên nó phải là tiếng Việt không dấu và không khoảng cách, hoặc là tiếng Anh thì mới được nha các bạn ha. Ok. Rồi hỏi đáp. Rồi ok, tôi thích làm tiếng Việt. Rồi bây giờ mình đã tạo đường liên kết rồi, bước tiếp theo mình làm cái gì? Mình sẽ tạo controller cho nó, nghĩa là khi mà người ta click vô menu nào, nghĩa là người ta có một yêu cầu là act bằng cái gì đó ha, thì ngay chỗ này mình sẽ có một cái sự so sánh, một sự kiểm tra ngay đây để mà so sánh giá trị. Ví dụ như có khi người ta click vô giới thiệu thì cái act nó bằng giới thiệu, có khi người ta click vô liên hệ thì act nó bằng liên hệ, nghĩa là act là cái hành động, cái trang nó chuyển đến là trang gì ha. Và với một cái biến mà có nhiều giá trị như thế này thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh gì các bạn, switch key để mình làm ha. Rồi khi lập trình các bạn chú ý nhận dữ liệu gì về các bạn cũng phải kiểm tra trước khi các bạn nhận ha, người ta gửi bom cho mình làm sao, ví dụ vậy ha. Ví dụ cho nên mình phải kiểm tra nếu sao các bạn, ở trong đây này mà nếu mà nó có sự tồn tại ha, iset cái biến act đó, nó đang là yêu cầu nằm ở trên đường dẫn thì ta sử dụng là đối tượng là get các bạn ha. Rồi get ngoặc vuông nháy đơn và tôi tên là act. Nếu mà cái biến này nó tồn tại và cái gì các bạn, và nó phải khác rộng, đây là chuỗi là so sánh khác rộng ha. Rồi các bạn chú ý mấy ngoặc đơn ha,
ở trong if mà nó có hai tham số thì mỗi một if là một dấu ngoặc đơn rồi dấu và hai cái dấu và rồi tới dấu ngoặc đơn rồi đóng ngoặc đơn lớn ha. Rồi nếu mà nó còn tại thì bắt đầu mình xử lý nè, mình lấy giá trị về mình gán cho nó một cái biến gì đó, ví dụ như là act bằng với cái biến get nãy đó, rồi sau đó mình mới lại gì các bạn, switch key gì đó, mình muốn làm gì đó mình làm ha. Nhưng nếu mà nó không tồn tại thì sao các bạn? Không tồn tại và không có khắc rỗng luôn, nghĩa là nó phải load cái file default đó, trên lúc này mình phải eo. Thì khi mình eo thì mình in lưu cái home vô đấy, các bạn chú ý phần này ha, hay dễ nhầm ha. Hãy tập lập luận, hãy tập lập luận, hãy tập logic. Rồi bây giờ mình trở lại cái việc là mình so sánh giá trị act nè, mình sẽ lấy switch cái act này đó, mình đi so sánh. Nếu mà act nó bằng cái gì đó, ví dụ như bằng giới thiệu, thì sao các bạn? Thì mình in lưu cái file giới thiệu vô, đúng không? Đó, in lưu cái file giới thiệu vô, in lưu file giới thiệu mình đang nằm đâu các bạn? View à, xuyệt giới thiệu, giới thiệu chấm .php đấy ha. Rồi tương tự như vậy thôi, ví dụ như mình trang liên hệ thì mình có thêm một cái cây mới, cây này là cây liên hệ ha, giá trị ở đây là liên hệ đó. Tôi đặt tên giá trị giống như tên file cho dễ quản lý giống gì chứ đó, các bạn có thể đặt khác cũng được nếu mà bạn thích. Rồi nếu mà mình so sánh nhiều trường hợp mà nó không có cái giá trị nào hết, tức là nó cứ break, tức là trong cái key này là các bạn phải có break ha, cái dòng cuối cùng là break ha, tức là nó thực hiện cái gì xong đó thì break luôn, nên tức là không đi nữa. Rồi ok, default nghĩa là sao? Nghĩa là nó không có thuộc giá trị nào, đương nhiên là mình phải in lưu cái home vô, ok không? Đấy, thì cái này mình đã hoàn thành cái việc điều khiển cho thanh menu chính ha, tức là nó chuyển trang thôi đó, chuyển trang thôi, lít vô trang này ra trang kia, lít vô trang kia trang trang nọ. Rồi ok, F5. Rồi hàng số 8 thì lỗi cú pháp ngay cái chỗ break hàng số 8 đây, nghĩa là câu lệnh mà thiếu dấu chấm phẩy nó báo ngay thôi chứ không có gì ha, đừng sợ, nó báo lỗi là mình đang đúng đó ha, nó không báo lỗi mình mới sợ. Rồi ok ha, lít vô những liên kết ha, giới thiệu ha, ha liên hệ ha, đúng ha các bạn ha. Đó ok, tức là mình đã làm xong cái việc MVC và điều khiển trang cho menu chính. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo, mình sẽ thực hiện cái việc là load dữ liệu lên trang chủ ha, và load sản phẩm mới. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo, bye bye. Nếu các bạn thấy cái này hay và hấp dẫn thú vị thì các bạn nhớ like và share cho các bạn cùng nghiên cứu với mình. Rồi có gì thì thắc mắc thì các bạn cứ để xuống comment, rồi tôi sẽ trả lời cụ thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn, bye bye.